Và như vậy là sau trận thi đấu đầu tiên thì Liên Quân cần ngồi họp bàn lại với nhau về chiến thuật đánh, cũng như cần phải đánh chuẩn mực hơn. Thì những trận hoàn toàn nó có cửa thắng rồi, để thua cực kỳ đáng tiếc. Và chúng ta cùng đến với trận thi đấu thứ hai ngày sau đây. Ngày hôm nay thì thời gian đánh đã tương đối muộn, việc hỏng máy cũng như là lỗi kỹ thuật về máy đã khiến cho những kèo đấu diễn ra cực kỳ lâu rồi. Seng Greg Kathamak là con về phía đội bạn. Seng Greg Kathamak bên mình có Hitty từ BB ở đầu cánh trong góc 6 giờ. Chip Boy là người cầm Summer, Truy Mạnh cầm Fo, và cuối cùng đây là game thủ số 1 cầm Summer. Như vậy là 2 Summer, 1 Fo và 1 Hitty là con về phía đội bạn, là con về phía đội mình. Của đội bạn thì anh Dũng cầm Seng Greg là của vô thưởng, Gunny màu 7 cầm Kata và cuối cùng Hồng Anh cầm Mark. Như vậy bên mình Hitty chắc chắn nó sẽ đánh cùng, phải chống được Imac có thể bắt đầu rồi. Và chúng ta sẽ cùng đến với màn hình máy của BB để xem trận này Hitty bài có tươi không. Đèn đất đang là khá đẹp, các bạn có thể nhìn thấy thêm một cánh rừng già nữa cho BB, bài là đánh cung đẹp luôn. Ít nhất là phải thế nhà là đã tươi rồi, nhưng quan trọng bây giờ là đồ ăn. Hai cánh rừng này là đủ để cho BB có thể đánh được cung khỏe và mới đầu có thể có một thế nhà kín rồi. Ba cánh rừng thì đúng hơn, rừng siêu đẹp. Và các bạn nhìn thấy thế nhà, thêm một cánh rừng già nữa. Đây là game thủ số 1, chúng ta cùng xem bài Summer. Đang đá vào hiệu đầu 7 con về mà chết lỗi mất 1 con. Nhà Hitty BB thì đang tươi về thế nhà rồi. Đồ ăn thì cũng đã thấy bài hiệu đầu lùa về. Truy Mạnh cầm Fo, bài rất khỏe. 3 voi bãi quả phụ đã thấy luôn, 4 voi bãi quả phụ thấy luôn. Đang bài là anh kích 10 nữa thì đúng là bịp. Vâng, bãi quả đầu đẹp, 4 voi gần, bãi quả phụ gần luôn. Bài này thậm chí nếu không phải nói đùa thì cho tôi và tôi cũng kích được 9. Không, kích được 9 thôi, chứ còn thi đấu thì chưa rõ. Ít nhất là có thể kích được đời sớm đã. Thi đấu chắc có thể tôi cũng bằng được, nhưng kích đời thì chắc là bài này tôi cũng kích được 9. Bài này thì một game thủ nữa. Nhìn thôi, xem Truy Mạnh luôn, thầu luôn máy Truy Mạnh, các bạn nhìn thấy. Bài thì rất giàu rồi. Đá qua Chip Boy một tí. Không, lại bảo không được lên hình. Đây màn hình máy của Chip Boy ở trong cánh. Hai voi đã câu được về nhà chính của mình. Ui dồi, hôm nay cũng 5 voi. Cánh này bài rất giàu, cánh này cánh Chip Boy, chỉ vậy 6 voi cho Chip Boy. Một bầy yêu ở gần luôn. Hai bài mắc binh. Đây các bạn nhìn thấy đây. Cánh này gần bài giàu như này có liệu có thông được sớm không? Bài ông này thì 4 voi về, quả phụ gần luôn. Lần đất xanh mượt. Trận này mà thua về bài đấy thì chịu. Vâng, đây là màn hình máy game thủ BB cầm Hitty. Chúng ta cùng theo dõi xem. Thêm bãi quả phụ, hai bãi quả phụ cho BB. Trận này mà đánh tầm 26-27 dân thì siêu khỏe và thấy nhà kín. Bài này thì bài bất tử rồi. Úi dồi, những cánh rừng khiến cho nhà BB trận này không bao giờ bị móc ở mặt khác. Chỉ có móc mới hai cái mặt chính này thôi. Bài lấy Liên Quân thì ai nhà cũng giàu, mỗi nô 1 thì không biết bài thế nào. Nô 1 cũng đôi voi về, cũng đôi voi và hiệu đầu về, có hiệu phụ rồi. Truy Mạnh một bài đánh 22 dân và trận này chắc chắn anh kích 9 chặt. Còn trận này mà Truy Mạnh kích sang 10 thì các bạn có quyền ý ôi. Còn trận này Truy Mạnh kích 9 sớm cơ. Chip Boy là người đánh chắc nhà đi dâng A đây. Như vậy là Chip Boy là người đi dâng A, lại thấy một bãi voi nữa. Cái gì thế này? Người ta không gọi là bãi hiêu mà đây là bãi voi, 4 con đứng gần nhau. Úi dồi, Chip Boy trận này phải đến nhìn đến mười mấy con voi. Quá giàu.
Trong cái đó thì đây là chim mạnh, chúng ta cùng xem. Bên này lên đời thì mắc binh rồi. Chim mạnh giò hình như có 4%. BM và BAB sẽ đóng ở đâu? Ồ, chú đấy không dò, chú đấy dò kỹ cả đằng kín luôn. Ồ, dò. Ông thần. Vâng, các bạn chụp ảnh của tôi cái BB của top 1 cái. Cái BB ra hết cả quần. Cũng không hiểu là ai dạy đóng cái khe đấy. Xem như BB báo về như là Văn Lớp đang ngồi chim lạn đẻo. Đang ngồi cười. Văn Lớp đang ngồi cười. Vâng, ông xui ông Bi, thằng Bi đánh BB mà cũng không hiểu sao ông Bi lại cũng nghe lời để đóng được cái BB ở đấy. Không hiểu thì ông đi đóng cái BB, xả thật. Vâng. Một ông xui là một đội đồ ông sẽ nghe theo đùa cái BB. Đây là Truy Mạnh gặp nhà màu 8 đầu cánh. Truy Mạnh còn đang thi đấu mà màu 8 bây giờ còn chưa lên đội A xong thì Truy Mạnh đã có lạc đà. Thôi tôi bỏ con giò đấy đi anh. À không, chọc chết con giò luôn rồi. 8 trận này fit chặt. Hồng Anh và Max C trận này khả năng fit chặt luôn. Hai con lạc đà công giáp đang chạy tới. Bò đi. Bây giờ chip bò con T công lên luôn. Nhà 8 là fit luôn này. Để đi xem máy vàng ở đâu. Đang đào vàng rồi. 8 đào được 180 vàng rồi. Chim Mạnh chỉ cần tìm máy vàng thôi. Chỉ cần tìm máy vàng thôi để chip bò thì bắn tạt qua một tơn nhẹ là 18 fit. Chị bò còn tê chưa? Như vậy chị bò không xin tê trận này. Chị bò quá nhiều đồ ăn hoang luôn. Trong khi đó Truy Mạnh thì tham 28 trên 32. Đây rồi, mất dần dân và Truy Mạnh để ý dò thêm những đơn vị làm ăn khác của Hồng Anh. Hồng Anh mới chết có 5 con dân thôi. 75-7 con dân gì đấy. Không biết Hồng Anh đang ăn vàng ở đâu. Bé vàng tí không còn chém để chị bò đẩy luôn từ hôm đầu là bán là fit rồi. Chip boy lên rất sớm. Bắn nhẹ qua nhà màu 8 tên. Đây là màu 6. Trong cánh là màu 6 vô thường. Vô thường nhà này cầm Greg. Cánh này chả đang thông cực nhanh rồi. Úi dồi, úi dồi, cái gì đây? Sao là cả dân màu. Đây là dân màu 8. Hồng Anh đang chạy ra giữa bản đồ. Không, không phải dân Hồng Anh. Hồng Anh làm gì có anh xe đâu. Đây là dân màu 7 Gatha của Gunny. Vâng, như vậy tôi tưởng Hồng Anh chạy giữa bản đồ thì kinh quá. Vì dân Maxe làm gì có anh xe. BB thăm 36 đang bị đẩy vào cái khe rừng. Đây rồi, mặt cũng rồi, vào nhà. Cung đoàn ở trong, mắc binh. Đợi thì cánh kia sẽ thông sang ngay sau đây thôi. Lọt một tên vào nhà vô thường trận này. Vô thường đánh lờ thủ tại nhà. Chip boy bắn qua nhà màu 8 chưa? Chip boy chưa bắn qua nhà màu 8 đâu nhá. Chưa bắn màu 8 đâu đấy. Bắn nhẹ nó một tên là nó fit thôi mà. Tí nó đi ở dummy là mệt đấy. Đây là màu 6 đi, đang chạy nhà. Vậy tên này đi. Rồi. Vâng, tham là 34. Bắt đầu màu 8 là Kami. Màu 8 Kami ngay gần với nhà của chip boy luôn. Nước 1 tham 27. BB tham 39. À, tên này đang bắt tay nhau 7 rồi thì phải. Thì sẽ bắn cung 15 trước. Bắt tay 7 đi. Bắn cung 15 trước rồi 10 con dân sửa e để cho bên kia chém thoải mái. Đấy, chém đi. Bây giờ bỏ bắt tay thì cái à, Tiếng Long vô thường resize. Một đầu, một đèo trong sửa đấu thứ hai. Vâng, mong người bắn một cửa, đánh một cười.